bị F0 thì có được tắm không? Đây là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều người có inbox nhờ bác sĩ Ngọc tư vấn. Thế thì mọi người lo lắng là khi mà chúng ta bị F0 và chúng ta tắm thì có thể nó sẽ là dẫn đến tình trạng trở nặng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể tắm bình thường mọi người nha. Khi mà chúng ta bị F0 chúng ta vẫn có thể tắm bình thường. Bởi vì cái thứ nhất là gì? Khi mà chúng ta tắm cơ thể chúng ta sạch sẽ hơn, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đấy chính là một trong những cái nó sẽ làm cho việc mà tăng cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Một cái nữa là gì? Đó là nếu như mà khi mà chúng ta tắm nước ấm nước nóng thì lúc này nó làm cho nhiệt độ của cơ thể chúng ta có thể sẽ tăng lên. Và tại cái thời điểm mà nhiệt độ tăng lên thì lúc này cái miễn dịch của cơ thể nó cũng sẽ là tăng lên tạm thời khi mà chúng ta tắm cái nước ấm đấy. Nó giống như là chúng ta xông hơi ấy. Thì khi mà nhiệt độ tăng lên thì cái sức đề kháng nó sẽ là tăng lên tạm thời đến tận cái thời điểm đấy, cũng là giúp cho cái việc mà bảo vệ cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số những cái lưu ý như thế này. Đó là khi mà chúng ta tắm thì chúng ta sẽ phải đảm bảo được một số những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm sao cho nó thoải mái. Đặc biệt là tại thời điểm hiện tại thì khi mà chúng ta đang ở ngoài Hà Nội hay là ở vùng miền Bắc chúng ta cái nhiệt độ nó rất là thấp, rất là lạnh. Nên là khi mà chúng ta tắm, chúng ta nhớ tắm nước ấm và tắm ở trong cái phòng kín, đánh cái việc mà để cho gió lạnh nó sẽ lùa vào. Và lúc đấy thì chính là cái việc mà chúng ta có thể chúng ta nhiễm lạnh đấy, nó làm cho chúng ta sẽ dễ ốm hơn. Cái thứ hai nữa là tại cái thời điểm mà chúng ta sốt mà chúng ta tắm thì lúc này chúng ta nên tắm nước ấm nha. Rất là nhiều người nghĩ là khi mà chúng ta đang sốt, chúng ta nóng, chúng ta tắm nước lạnh để cho nó giảm nhiệt độ xuống. Nhưng mà không, nếu như mà chúng ta giảm nhiệt độ một cách đột ngột như thế thì nó rất là nguy hiểm. Mà lúc đấy chúng ta cần phải tắm nước ấm, kể cả lúc mà chúng ta có sốt chúng ta cũng phải tắm nước ấm. Và tốt nhất là trong cái giai đoạn mà sốt thì có thể là thôi, chúng ta sẽ sau đấy chúng ta sẽ làm tắm sau. Có thể là nếu như mà được thì hàng ngày, còn nếu như mà lạnh quá chúng ta có thể chúng ta cách ngày cũng được, không nhất thiết là cứ phải bắt buộc. Thì đấy là một số những cái lưu ý về cái việc mà chúng ta tắm, tức là vẫn có thể tắm được chứ không phải là kiêng tắm đâu mọi người nha, vẫn có thể là tắm.